Bài tập số 1 yêu cầu các con sắp xếp thứ tự các việc phải làm khi gọi điện thoại và có các việc như sau. Tìm số máy của bạn, tức là người mình muốn gọi. Thứ hai là đặt điện thoại lên tai. Thứ ba là nhấn số. Ba việc như vậy nhưng thứ tự sắp xếp đã đúng chưa? Các đáp án là A, 1, 2, 3. Tức là các con sẽ tìm số, sau đó các con đặt điện thoại lên tai và các con bấm số để gọi. Hay là B, 1, 3 và 2. Tức là các con sẽ tìm số mà mình muốn gọi, sau đó nhấn số rồi mới đặt điện thoại lên tai. Hay là C, 2, 1, 3. Tức là đặt điện thoại lên tai, rồi tìm số của bạn và nhấn số. Thời gian suy nghĩ 5 giây bắt đầu nào. Đáp án đúng là gì hả các con? A, B hay là C? À, đương nhiên là B. Trước tiên là chúng ta phải tìm số máy của bạn đúng không? Sau đó chúng ta nhấn số, rồi chúng ta mới đưa lên tai để nghe chứ. Đúng không nào? Cô khen những bạn nào đã chọn đúng đáp án B nhé. Đây chính là thứ tự đúng khi chúng mình gọi điện thoại đấy.